Đấy là Phan Bóng Chuyền sẽ nói thế. Đi tìm người thắng kẻ thua khi Hoàng Gia đối đầu với Lữ Đoàn Đỏ. Thủ môn Cô Toa mùa này với Alisson mùa này. Bạn thân Wiener thi vào Cô Toa. Trung vệ Militao với Van Dijk. Nếu như xét cả sự nghiệp thì chắc chắn là Van Dijk, còn ở mùa này thì phải là Euro Militao. Trung vệ Rudiger với Joe Gomez. Thánh lầy Rudiger. Hậu vệ phải Cavahan với Arnold. Cả Kiwihet và Arnold mùa này đều xuống phong độ. Trenton, hậu vệ trái Alaba Robertson. Tư ghế Alaba, tiền vệ Tchouameni với Fabinho. Truyền nhân Pogba, Aurier Tchouameni. Tiền vệ Modric với Henderson. Tài năng trẻ Lukita. Tiền vệ Kroos với Matic. Chắc chắn rồi, anh ta. Tiền đạo Vinicius với Gapo. Galacticos 3.0 Vinicius Junior. Tiền đạo Van Bade với Salah. Đẳng cấp của chim ưng mùa này là cái ghế, vì nó không phải bàn. Federico Van Bade. Trung phong Benzema Nunes. Chắc chắn là Nunes. Đấy là fan bóng chuyền sẽ nói thế. Còn fan bóng đá thì phải là Big Ben Karim Benzema. Ở video sau mình Ngoan sẽ cùng so sánh đội hình Real với Barca mùa này nhá.